Mến chào quý vị khán giả đang đến với bản tin dịch COVID-19 trên kênh Bản tin Nóng. Sau đây là phần điểm tin chính mới nhất ngày hôm nay. Quy định chống dịch như vậy là không thể chấp nhận, kể cả đã đính chính. F0 sưng phù mặt vì thuốc trị COVID-19, ai uống cũng khỏi. Học sinh đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 được 3 tháng có phải tiêm mũi 3? Bác sĩ chỉ cách vượt qua các vấn đề về trí nhớ hậu COVID-19. Và sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Quy định chống dịch như vậy là không thể chấp nhận, kể cả đã đính chính. Thưa quý vị, tối 14 tháng 3, hơn nửa ngày sau khi quy định cho phép F0 rời nơi cách ly trong điều kiện đeo khẩu trang và đảm bảo giữ khoảng cách, thì Bộ Y tế đã lên tiếng đính chính cho rằng cách hiểu cho F0 ra khỏi nhà là hiểu nhầm. Trong lúc dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với số lượng F0 rất cao mỗi ngày ở hầu hết các địa phương, thì một quyết định gây hiểu lầm như vậy là điều khó hiểu và khó chấp nhận. Theo Bộ Y tế, nơi cách ly trong hướng dẫn này cần được hiểu là phòng cách ly trong nhà. Theo đó, F0 được rời khỏi phòng cách ly và đi lại trong nhà với điều kiện đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách với người trong nhà, chứ không phải là cho F0 rời khỏi nhà. Trước đó, khi tiếp cận văn bản của Bộ Y tế, nhiều ý kiến đã băn khoăn nếu cho F0 ra khỏi nhà thì sẽ khó giữ khoảng cách để phòng dịch, có thể dẫn tới lây lan COVID-19. Nhưng nhiều người cũng cho rằng thực tế đại đa số các ca F0 triệu chứng nhẹ, ít triệu chứng và không chuyển thành bệnh nặng phải nhập viện điều trị. Hà Nội dẫn đầu cả nước với số ca mắc mới trung bình trong một tuần qua khoảng 30.000 ca một ngày, nhưng chỉ có khoảng 0,8% trong số đó phải nhập viện. Nên có lẽ đã đến lúc thay đổi biện pháp hạn chế trong phòng chống dịch. Có nghĩa là F0 được tự do nếu đeo khẩu trang và tự giác thực hiện quy định về giãn cách của ngành y tế. Một văn bản của ngành chuyên môn cao nhất là Bộ Y tế về phòng chống dịch trong trường hợp này là ứng xử với F0, nhưng lại không rõ ràng, dẫn đến hai cách hiểu khác nhau, ảnh hưởng tới cuộc chiến chống dịch COVID, nhất là khi số ca mắc mới hàng ngày vẫn rất cao. Với văn bản hướng dẫn để toàn xã hội thực hiện mà ngay cả người trong ngành, các nhân viên y tế cũng còn băn khoăn, ngờ vực, thì người dân làm sao có thể không hiểu nhầm cho được. Một lần nữa xin được nhắc lại, việc hiểu nhầm này rất nguy hiểm vì đó là dịch, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, tính mạng con người, cũng như công tác phòng chống dịch của đất nước. Vậy hướng dẫn của Bộ Y tế, F0 được ra khỏi nhà nhưng phải đeo khẩu trang giữ khoảng cách sau khi đính chính, cần phải hiểu đúng, thống nhất thực hiện là người mắc COVID-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà. Việc đính chính văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về cách ly F0 tuy được triển khai khá nhanh nhưng cũng rất cần phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Ngôn ngữ văn bản phải tuyệt đối rõ ràng, không để xảy ra tình trạng dẫn đến hiểu nhầm, tệ hơn nữa là hiểu sai. Trong bối cảnh chúng ta đã nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19 khi đảm bảo kiểm soát an toàn để khôi phục phát triển kinh tế thì các chủ trương đưa ra từ ngành y tế là rất quan trọng. Đặc biệt hôm qua ngày 15 tháng 3, du lịch có thể nói là mở cửa hoàn toàn cả với khách trong nước và khách quốc tế, thì việc hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế lại càng phải nhanh hơn, rõ ràng hơn, chính xác hơn. Điều đó nhằm đáp ứng nhiệm kỳ kép, vừa chống dịch vừa mở cửa khôi phục sản xuất kinh doanh, không vì quá sợ dịch mà co cụm lại nhưng cũng không thể buông, để dịch kéo dài, gây ra tổn thất lớn. Nếu văn bản hướng dẫn phòng chống dịch lại được hiểu theo các cách khác nhau thì sẽ không thể thống nhất trong hành động. Mỗi địa phương vận dụng một kiểu thì sẽ phát sinh hệ lụy. Việc quy định cho phép F0 rời nơi cách ly trong điều kiện đeo khẩu trang và đảm bảo giữ khoảng cách khiến đến cả F0 cũng phải ngơ ngác vì không rõ mình có được ra khỏi phòng, tức phòng cách ly, đi lại trong nhà, được hiểu là căn nhà có nhiều phòng trong đó có phòng cho F0 cách ly, hay là được ra khỏi nhà tung tăng ngoài xã hội chỉ với chiếc khẩu trang. Một văn bản hướng dẫn phòng chống dịch như vậy là không thể chấp nhận, kể cả đã đính chính. F0 sưng phù mặt vì thuốc trị COVID-19, ai uống cũng khỏi. Thưa quý vị, tiến sĩ bác sĩ Dương Văn Trung, trưởng khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Bưu điện, đang tư vấn cho rất nhiều F0 tại Hà Nội, chia sẻ. Quá trình tư vấn, anh gặp rất nhiều trường hợp người dân quá lo lắng trước dịch bệnh đã tích trữ nhiều thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus, trong đó có nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc chưa được Bộ Y tế cấp phép. Theo tiến sĩ bác sĩ Dương Văn Trung, việc sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus không có sự tư vấn của bác sĩ gây nhiều hậu quả về sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Vừa qua, tiến sĩ bác sĩ Trung nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông ở Hà Nội. Theo đó, anh nhờ tiến sĩ bác sĩ Trung tư vấn về trường hợp F0 đang theo dõi tại nhà. Bệnh nhân là con trai anh, 8 tuổi, hiện con sốt 38-39 độ, không hạ sốt. Mặc dù gia đình đã cho con uống thuốc kháng virus của Nga, con uống xong bị sưng phù mặt. Bố của bệnh nhân gọi với giọng lo lắng. Tiến sĩ bác sĩ Trung giật mình hỏi lại, sao anh tự ý cho con uống thuốc kháng virus? Người bố này chia sẻ, anh thấy mấy cháu, tức con của người chị gái, từ 2-3 tuổi mắc Covid-19 đều được cho uống thuốc kháng virus của Nga. Các cháu có bị sao đâu đều khỏi hết, phụ huynh này giải thích. Với các trường hợp này, bác sĩ đã phải yêu cầu người nhà bệnh nhân dừng hẳn việc cho trẻ uống thuốc trên. Tiến sĩ bác sĩ Trung nhấn mạnh, đây là vấn đề quá nguy hiểm khi thuốc kháng virus là loại thuốc cần kê đơn hoặc cần sự tư vấn của bác sĩ mới được dùng. Nhưng người dân lại tự ý mua sẵn, tích trữ ở nhà để uống phòng bệnh hoặc khi mắc Covid-19 đem ra dùng. Điều đáng nói nữa, không ít người mua cả thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc giả, rất có hại cho sức khỏe. Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Dương Văn Trung, Covid-19 là do virus gây nên, phần nhiều là nhẹ và tự khỏi. Bạn thấy các cháu bé đó được cha mẹ cho uống thuốc kháng virus rồi khỏi, không có nghĩa là khỏi bệnh vì uống thuốc kháng virus trên. Bây giờ các bé đó không sao, nhưng sự phát triển lâu dài của các bé đó như thế nào, các bạn chưa biết được. Về vấn đề tại sao thuốc kháng virus phải cần có ý kiến của bác sĩ mới được dùng, tiến sĩ bác sĩ Trung lý giải. Thuốc kháng virus là loại thuốc hoàn toàn mới, có một số tác dụng phụ không tốt cho cơ thể, đặc biệt là trẻ em. Do đó, bác sĩ cần phải cân nhắc giữa lợi ích của dùng thuốc và tác hại của nó gây ra trên từng bệnh nhân cụ thể. Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, nhiều cá nhân đã giao bán các mặt hàng thuốc điều trị virus xách tay từ Nga, Trung Quốc về Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Đại học Y Hà Nội cũng chia sẻ, một sai lầm của phụ huynh khi chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà là đọc tin tức, nghe lời khuyên trên mạng, cho trẻ uống thuốc chống đông, chống viêm. Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, hai thuốc được phụ huynh hỏi nhiều khác là thuốc giảm nồng độ virus trong cơ thể đường uống, đường truyền. Đây là việc rất nguy hiểm, các nghiên cứu đã chứng minh trẻ nhỏ khả năng đề kháng với virus tốt hơn và các cơn bão cytokine ít hơn so với người lớn. Chúng tôi không khuyến cáo phụ huynh mua thuốc hàng xách tay của Trung Quốc, Nga, Nhật Bản cho trẻ. Trước đó, ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế cũng ban hành hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19, trong đó có nêu các thuốc F0 điều trị tại nhà cần có gồm thuốc hạ sốt paracetamol cho người lớn viên 500mg, số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày, paracetamol cho trẻ em tùy theo cân nặng và độ tuổi, gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc viên hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250, 325, 500mg, số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày. Dung dịch cân bằng điện giải, Orezon, gói bổ nước, chất điện giải khác. Thuốc giảm ho tùy theo triệu chứng. Thuốc từ thảo dược hoặc thuốc giảm ho đơn thuần hoặc thuốc giảm ho kết hợp kháng histamine, số lượng đủ dùng trong khoảng 5-7 ngày. Lưu ý chỉ định, chống chỉ định và các cảnh báo, thận trọng khi sử dụng thuốc. Dung dịch nhỏ mũi natri clorua 0,9%, đủ dùng từ 5-7 ngày. Thuốc điều trị bệnh nền theo đơn thuốc được kê đơn đang sử dụng cho người bệnh, nếu cần, đủ sử dụng trong 1-2 tuần. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đưa ra hướng dẫn xử trí các triệu chứng thường gặp cụ thể. F0 sử dụng thuốc hạ sốt khi nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 38,5 độ C hoặc đau đầu nhiều. Với người lớn, liều dùng paracetamol là mỗi lần một viên 500mg hoặc 10-15mg 1kg, có thể lặp lại mỗi 4-6 giờ. Lưu ý tổng liều thuốc không vượt quá 4g, 4.000mg một ngày. Với trẻ em, dùng paracetamol liều 10-15mg 1kg một lần, uống hoặc đặt hậu môn, cách tối thiểu 4-6 giờ nếu cần nhắc lại, hoặc sử dụng liều theo tuổi nếu không biết cân nặng của trẻ. Lưu ý tổng liều thuốc không vượt quá 60mg 1kg một ngày. Sử dụng dung dịch cân bằng điện giải khi mất nước do sốt cao, tiêu chảy, mệt mỏi, khuyến khích người mắc Covid-19 uống nhiều nước. Người bệnh cũng cần tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, tăng cường ăn trái cây tươi, rau xanh. Dùng các thuốc điều trị triệu chứng khi cần thiết, nếu ho nhiều có thể dùng các thuốc giảm ho từ thảo dược hoặc thuốc giảm ho đơn thuần, thuốc giảm ho kết hợp kháng histamine, lưu ý chỉ định, chống chỉ định và các cảnh báo, thận trọng khi sử dụng thuốc. Bộ Y tế cũng lưu ý F0 không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định, kê đơn. Học sinh đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 được 3 tháng có phải tiêm mũi 3? Thưa quý vị, bạn đọc Minh Thảo, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có 2 con trong độ tuổi tiêm chủng vaccine COVID-19 từ 12 đến dưới 18 tuổi. Chị cho hay, mới đây, con trai tôi hỏi về việc cháu đã hoàn thành tiêm mũi 2 được 3 tháng, vậy tới đây có tiếp tục tiêm mũi 3 nữa hay không? Chị Thảo chia sẻ,
Tôi khá giật mình trước câu hỏi của con vì cũng chưa thấy ai thông báo gì về kế hoạch có tiêm hay không, nếu tiêm thì sẽ như thế nào. Tương tự, anh Quang Minh, phường 7, quận Phú Nhuận cũng bày tỏ thắc mắc rằng với trẻ em có phải tiêm mũi 3 hay không. Anh Minh chia sẻ, trước việc xuất hiện nhiều ca mắc mới trong trường học, đặc biệt là với biến thể Omicron xuất hiện, khiến phụ huynh rất lo lắng. Nếu được tiêm, tôi rất mong con mình được tiêm sớm. Trả lời Lao Động về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho hay, hiện nay Bộ Y tế mới chỉ ban hành hướng dẫn tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, chưa có thông báo về việc tiêm mũi 3. Do vậy, TP.HCM đang thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chưa có kế hoạch tiêm mũi 3 cho trẻ. Trước thắc mắc liệu rằng TP.HCM đã đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cho hay, với 500.000 ca nhiễm tại một thành phố hơn 10 triệu dân và tốc độ bao phủ vaccine như hiện nay, TP.HCM vẫn cố gắng để đạt miễn dịch cộng đồng. Nhưng để xem đạt hay chưa đạt miễn dịch cộng đồng, cần sự đánh giá của cơ quan dịch tễ khẳng định. Tuy nhiên, đại diện Sở Y tế cũng khuyến cáo hiện TP.HCM vẫn còn một số lượng không nhỏ chưa được tiêm vaccine như trẻ 5 đến 11 tuổi dự kiến chuẩn bị tiêm và trẻ từ 0 đến 5 tuổi chưa có kế hoạch tiêm. Do vậy, nhiệm vụ của người lớn là thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế để tránh lây nhiễm trong cộng đồng và bảo vệ các đối tượng này. Bác sĩ chỉ cách vượt qua các vấn đề về trí nhớ hậu COVID-19. Thưa quý vị, khỏi COVID-19 chưa được bao lâu, chị Nguyễn Thiên Trang, Vũ Thư, Thái Bình thường xuyên cảm thấy đau đầu, liên tục mất ngủ, đồng thời có cảm giác lú lẫn và đãng trí, không thể nhớ tên và chỗ để các vật dụng thông thường. Đôi lúc chị Trang còn quên việc mình đã làm, quên tên mọi người xung quanh. Ngoài ra, chị Trang còn cảm thấy khó khăn trong việc tập trung, giảm độ minh mẫn khi làm việc. Chị Trang thở dài, tôi ăn cơm xong và đi nghỉ trưa. Lúc tỉnh dậy, tôi vội vã chuẩn bị đồ đạc nấu ăn vì không nhớ ra là mình đã ăn cơm rồi. Thậm chí nhiều lúc đang cầm kính mắt trên tay nhưng lại đi lục lọi khắp chỗ để tìm. Rồi đồ vật trong bếp nhiều lúc cũng không thể gọi thành tên, cảm giác như mất trí nhớ tạm thời vậy. Tương tự như trường hợp trên, chị Vũ Thúy Hà, Bắc Từ Liêm, Hà Nội sau khi mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ thì rơi vào trạng thái nhớ nhớ quên quên. Đặc biệt tâm trạng chị Hà cũng thay đổi theo chiều hướng xấu vì thường xuyên chán nản, hồi hộp, lo lắng, đánh trống ngực, thậm chí dễ cáu gắt, khó chịu với mọi thứ xung quanh. Ngoài việc khó tập trung, thiếu minh mẫn, tôi còn hay suy nghĩ tiêu cực, thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng, tôi như trở thành một người khác. Theo hãng thông tấn Reuters đưa tin, nghiên cứu của Đại học Oxford đã phát hiện người nhiễm nCoV triệu chứng nhẹ vẫn có biểu hiện suy giảm tập trung và trí nhớ từ 6 đến 9 tháng sau mắc bệnh. Theo đó, các vấn đề về nhận thức, chứng hay quên hoặc mệt mỏi là đặc điểm của COVID-19 kéo dài và triệu chứng này ảnh hưởng đến cuộc sống của một số bệnh nhân. Dành lời khuyên cho những người gặp vấn đề về trí nhớ hậu COVID-19, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, chuyên gia điều trị rối loạn hệ thần kinh thực vật, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng cho biết những người có triệu chứng nhẹ có thể tự khắc phục. Theo đó, vận động nhiều giúp cơ thể hoạt động giảm căng thẳng như đi bộ, chơi các môn thể thao nhẹ nhàng, giúp trí não hoạt động nhiều hơn như đọc sách, chơi những trò chơi trí tuệ như cờ, giải ô chữ, bổ sung các loại thuốc tăng cường tuần hoàn não, thuốc hoạt huyết để lưu thông hoạt huyết tốt hơn, đồng thời bổ sung các thực phẩm như rau, trái cây, hạn chế dùng các loại đồ uống có chất kích thích như bia, rượu, cà phê. Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Bệnh viện Quân y 103, thành viên hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà, hướng xử trí an toàn và hiệu quả về tình trạng mệt mỏi hậu COVID-19 là giữ tinh thần, lối sống lạc quan, yêu đời và hạnh phúc. Thực tế mắc bệnh gì cũng để lại hậu quả của nó, ví dụ như ngã để lại sẹo, trứng cá để lại vết thâm hay đột quỵ não để lại di chứng liệt. Chúng ta không nên mang áp lực quá nặng nề, chúng ta đều hiểu rằng khi tinh thần thoải mái, lạc quan, cơ thể sẽ sản sinh hormone có ích, hoặc ngược lại, căng thẳng tâm lý sẽ mang lại những tổn hại về tinh thần và sức khỏe. Bên cạnh đó, cần có chế độ luyện tập tăng sức thở, mang lợi ích về tim mạch và thể chất như các bài tập thở, tăng hô hấp, tập yoga, chạy bộ. Bên cạnh đó, cần hạn chế sử dụng máy tính, điện thoại, thư giãn bằng cách nghe nhạc hay nói chuyện tâm sự với những người xung quanh nhiều hơn, đồng thời sử dụng ánh sáng nhẹ tạo không gian thoải mái khi ngủ để dần lấy lại giấc ngủ ngon, giảm thiểu căng thẳng và mệt mỏi không đáng có.